Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về dự án, à, các dự án Kickstarter ở trên sàn MEXC Đây là các dự án à, dành cho những người vote token à, MX và chúng ta sẽ nhận được à, các cái tổng giải thưởng chia sẻ đến từ những cái dự án này nhé Dự án VE Finance này, dự án Fuse Network này và dự án Adana này Đấy thì các bạn uh, vote cho dự án nào thì các bạn sẽ được chia sẻ tổng giải thưởng của cái dự án đấy dành cho tất cả những người tham gia uh, vote MX cho cái dự án Kickstarter ở trên sàn MXC nhé Trong lịch sử thì các bạn có thể thấy là mình đã vote rất là nhiều dự án và uh, mỗi một dự án này mình kiếm được khoảng từ tầm 0.5 cho tới 3 USD. Đấy rất là ổn luôn. Thì bạn anh em nào mà uh, đã tham gia hoặc là đang hưng hâu cái đồng token MX ấy, thì các bạn cứ vào vote cho các dự án nhé các bạn có thể để ý này, những cái mũi mũi giờ kết thúc của các dự án này nó lệch nhau ấy thì các bạn có thể vốt những cái vụ dự án sớm nhất này này, ví dụ dự án này nhé Các bạn vốt Các bạn vote uh, tất cả. Sau đó các bạn tích vào đây và các bạn nhấn bỏ phiếu là ok nhé Thì uh, các bạn uh, vốt dự án Dana, sau đấy thì các bạn uh, lúc 17:50 thì cái dự án này kết thúc thì các bạn là chuyển sang vốt cái dự án ve.finen. chấm Đấy thì sau khi kết thúc là 10, 18 giờ 50 thì kết thúc cái dự án ve. Fin thì các bạn tiếp tục quay sang vốt cái dự án Fuel Network đấy thì vốt liên tục như vậy thì các bạn sẽ vốt được tổng cộng là vốt được tất cả ba dự án và vốt được số lượng uh, MX của các bạn là uh, nhiều nhất đấy thì các bạn sẽ vốt được nhiều nhất đấy thì uh, cái uh, Erop của bạn nhận được sẽ là nhiều nhất nhé. Đấy khi mà các bạn vốt được rồi ấy thì À, những cái dự án mà các bạn đã vote ấy thì các bạn kiểm tra ở phần lịch sử phần thưởng này thì các bạn sẽ thấy được những cái giải thưởng mà nó trả thưởng cho các bạn ở đây. Và mình sẽ chỉ cho các bạn một cái mẹo nữa này là khi các bạn có nhiều cái số lượng token nhỏ lẻ thì các bạn có thể chuyển uh, tất cả sang cái đồng mới bằng cách là ấn vào phần trao đổi tài sản nhỏ qua MX này. Đấy thì các bạn có thể cover tất cả những cái đồng token lẻ qua cái uh, qua cái token mới. Ví dụ mình tổng này mình mình cover được tận 4 MX các bạn ạ. Đấy, thì 4 MX này tất cả là đều là uh, những cái dự án mà mình vote Kickstarter và nếu quy đổi ra thì thì được mình được khoảng tầm thì giá tự hiện tại của tầm uh, của MX bây giờ là 2.8 đô thì mình được khoảng tầm gần 12 đô. Đấy, mình vote mấy ngày cũng được 12 đô, khá là êm đúng không? Đấy, thì các bạn nhấn trao đổi này. Ấn trao đổi luôn. Đấy thì có một số cái lồng token nó chưa cho vote cho 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 chuyển luôn thì các bạn có thể các bạn có thể chưa các bạn có thể bỏ nó ra Ui, sao nhiều thế nhỉ có thể những cái dự án này qua ngày mai thì nó bắt đầu cho chúng ta chuyển đổi nhé các bạn đấy thì các bạn đổi được rồi còn những cái dự án mới này thì chưa chuyển đổi được thì ngày mai các bạn ngày mai ngày kia thì các bạn có thể chuyển đổi nhé đấy thì các bạn sẽ phải kiểm tra trong phần tài sản này đấy đấy là một cách để các bạn hâu cái đồng MX này tốt nhất Đấy, chúng ta vừa hâu, ta vừa vốt và cái tiềm năng của đồng MX thì các bạn biết rồi. Vừa rồi thì cái đồng MX nó cũng đã tăng trưởng rất là mạnh và hiện tại nó đang điều chỉnh. Tại thời điểm mà mình làm video nó đang điều chỉnh khá là mạnh, khá là sâu. Tại vì là nguyên nhân là do Bitcoin hiện tại đang có một pha sốc nhiệt. Đây các bạn này, nó tụt khá là mạnh này, Bitcoin giảm khá là sâu. tám à, từ 58, 59 rơi về tận uh, 55 cơ. Ok. Nhưng mà nói chung về cái chiều dài hạn thì chúng ta có thể hâu cái đồng mới Bởi vì đây là một đồng rất là tốt của cái sàn MEXC Global nhé. Ok, như vậy là mình đã uh, giới thiệu xong cho các bạn về các chương trình uh, Kickstarter ở trên sàn uh, MEXC Global. Thì các bạn có thể tham khảo và tham gia nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiền sư Phụ. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video. Mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.